thông báo tiệc chay gây quỹ tổ chức Đại hội Tăng già Thế giới 2024 tại quán Âm Sơn Đậu Tràng ở New Zealand với sự góp mặt của ca sĩ Hương Thủy và Giáng Ngọc đến từ Hoa Kỳ. Tại Sydney, bữa tiệc sẽ diễn ra tại nhà hàng Crystal Palace ở Kalihai vào thứ Sáu 31 tây tháng 3 2023. Tại Melbourne, tiệc sẽ diễn ra tại chùa Quang Minh vào tối thứ Bảy ngày 1 tây tháng 4 2023 và tại nhà hàng Maxim Sài Gòn vào tối Chủ nhật 2 tây tháng 4 năm 2023. Giá vé đồng hạng $70. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Kim Hoàng qua số 0452 067 535 và Đạo Hữu Thiện Châu số 0422 324 936. Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Vietfay TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Vietfay TV, sinh hoạt nghị trường tiếp tục sôi nổi và những dự luật của chính phủ có thể gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực gia cư cũng như lĩnh vực thay đổi khí hậu. Trong khi đó thì cuộc vận động bầu cử tại New South Wales càng trở nên sôi nổi hơn, đặc biệt là tại các đơn vị bấp bênh khi mà hai phe đã liên tục tố cáo lẫn nhau về vấn đề ngân sách. Tuy vậy, lãnh tụ hai phe cũng có một điểm chung trong cuộc bầu cử lần này, đó là yêu cầu liên bang cứu xét lại việc phân chia lợi nhuận thuế GST. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2023 của Vietfay TV. Bầu cử tại New South Wales, Thủ hiến Perrottet có nhiều kinh nghiệm làm việc với nhóm dân biểu độc lập. Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử Quốc hội New South Wales sẽ diễn ra, và theo các cuộc thăm dò cử tri, thì kết quả cuộc bầu cử vào thứ Bảy tuần này 25 tháng 3 sẽ vô cùng khít khao, và do đó New South Wales có thể sẽ có một chính phủ thiểu số. Hôm qua, cựu lãnh tụ đối lập bà Carrie Chikarovsky đã nêu lên nhận xét là thủ hiến Perrottet đang có nhiều lợi thế, vì chính phủ Perrottet thường xuyên thảo luận và hợp tác với các dân biểu độc lập, cũng như dân biểu của các đảng nhỏ. Ngược lại, bà Chikarovsky cũng nói rằng, lãnh tụ lao động Chris Minns nếu thắng cử và thành lập chính phủ thì lại không có kinh nghiệm ấy, ngoại trừ việc hợp tác với Đảng Xanh là đồng minh truyền thống của Đảng Lao động. Bầu cử tại New South Wales, Bộ trưởng Ngân khố Matt Keane có thể mất phiếu tại đơn vị an toàn. Trong số các đơn vị của Đảng Tự do, Bộ trưởng Ngân khố Matt Keane là người đã có đơn vị an toàn nhất trong cuộc bầu cử vào năm 2019, khi ông Matt Keane đạt được 53% số phiếu ưu tiên 1. Thế nhưng theo nguồn tin Sky News, thì ông Matt Keane có lập trường mà Đảng Tự do coi là có vẻ thiên tả, đặc biệt là trong vấn đề biến đổi khí hậu, nên những cử tri có khuynh hướng bảo thủ có vẻ không hài lòng. Bởi vậy, theo một cuộc thăm dò cử tri tại đơn vị Hornsby, thì có thể ông Matt Keane sẽ đối diện với một sự thất thoát lên đến 16% số phiếu ưu tiên 1. Tức là từ 53% của năm 2019 xuống chỉ còn 37% trong năm 2023. Thông thường thì 37% vẫn được coi là an toàn. Tuy nhiên vì phương thức bầu cử tại Hạ viện tại New South Wales không giống như phương thức bầu cử liên bang, khi cử tri chỉ cần bầu số 1 cho người mà họ lựa chọn và không cần phải bầu thêm số 2 hoặc số 3 cho phiếu ưu tiên phụ, nên ông Matt Keane được cho là đang đối diện với nhiều rủi ro. Theo cuộc thăm dò công luận mới nhất, thì ông Matt Keane đang có 37% phiếu ưu tiên 1, trong khi ứng cử viên lao động được 21%, ứng cử viên đảng One Nation tăng vọt lên 15%, trong khi ứng cử viên của đảng xanh chỉ được 6%. Khó khăn của ông Matt Keane là nếu cử tri không bỏ phiếu ưu tiên phụ, thì ông khó có thể gia tăng số phiếu của chính mình. Và đó cũng là lập trường mà lãnh tụ One Nation tại New South Wales, ông Mark Latham, đã đề nghị cử tri ủng hộ.
Bầu cử tại New South Wales, ngày vận động không may cho lãnh tụ lao động, xe bus chạy điện bị hết điện. Hôm qua, xe bus chở lãnh tụ lao động Chris Minns và phái đoàn, kể cả các ký giả đã bị nằm đường vì chiếc xe bus chạy bằng điện này đã bị hết điện. Lãnh tụ Chris Minns nói rằng ông đã quên sạc điện tối hôm qua và cam kết rằng chiếc xe bus này sẽ lại hoạt động bình thường vào ngày hôm nay, thứ Tư. Diễn tiến này đã được giới truyền thông phổ biến rộng rãi và phản ứng của thủ hiến Perrottet là chiếc xe bus bị hết điện cũng tương tự như đảng lao động đã không có kế hoạch kinh tế tài chính để đem lại phúc lợi cho cư dân New South Wales. Tuy vậy, ông Chris Minns và đoàn tùy tùng cũng đã đến được các nơi dự định trên một chiếc xe bus khác. Ông Chris Minns đã thăm viếng đập nước lớn nhất New South Wales là Warragamba Dam để chỉ trích quyết định của chính phủ liên đảng Perrottet trong việc nâng cao bức tường an toàn cho đập nước này mà ngân khoản dự chi lên đến hàng tỷ đô la. Vấn đề mà đảng lao động nêu lên là để có tiền xây dựng và nâng cấp đập nước Warragamba Dam này, thì chính phủ liên đảng, nếu họ thắng cử, sẽ phải tư hữu hóa cơ sở thủy điện Sydney Water, một điều mà chính thủ hiến Perrottet đã cam kết là một chính phủ liên đảng sẽ không làm. Sau đó thì phái đoàn của lãnh tụ Chris Minns cũng đã thăm viếng các đơn vị khác, kể cả đơn vị Oxley, là nơi mà liên đảng có đa số khoảng trên 5%. Đảng lao động hy vọng sẽ chiếm lại đơn vị Oxley này, và nếu điều này xảy ra, thì đảng lao động hy vọng là trên toàn tiểu bang New South Wales, số phiếu của lao động sẽ gia tăng đủ để lao động có thể nắm chính quyền với tư cách là một chính phủ đa số. Trong khi đó, thì thủ hiến Perrottet ngày hôm qua cũng đã vận động tại các đơn vị bấp bênh mà liên đảng cần nắm giữ, kể cả đơn vị nông thôn thuộc vùng Camden và thành phố Goulburn. Và đây là lần thứ nhì mà thủ hiến Perrottet đã vận động tại Goulburn. Vì liên đảng cần phải giữ đơn vị này, thì may ra mới có thể giữ được chính quyền, cho dù là chính quyền thiểu số. Bầu cử tại New South Wales, lao động cáo buộc chính phủ liên đảng đánh thuế cao, nhưng sự thật là gì? Lãnh tụ đối lập Chris Minns đã xác quyết rằng New South Wales dưới thời chính phủ liên đảng là tiểu bang đánh thuế cao nhất trên toàn quốc Úc Châu. Phân bộ gọi là Fact Check của đài ABC trong sự hợp tác với Viện Đại học Kỹ thuật Hoàng gia RMIT ở Melbourne đã mở cuộc điều tra và kết luận rằng cáo buộc này của ông Chris Minns không chính xác. Thông thường khi cứu xét mức thuế, người ta có thể cứu xét bằng hai phương pháp. Thứ nhất là thuế trên căn bản bình quân, và thứ nhì là thuế như là một phần của tổng sản lượng tiểu bang, gọi tắt là GSP. Trong khi ông Chris Minns căn cứ vào dữ liệu của năm 2020-2021, thì Fact Check của đài ABC đã dựa vào dữ liệu của năm 2021-2022 để có thể so sánh con số với các tiểu bang và lãnh thổ khác. Trên căn bản, thuế theo mức bình quân, tức là tax per capita, thì lãnh thổ ACT đứng đầu trên toàn quốc với mức thuế là 5.290 đô la, trong khi New South Wales đứng hàng thứ nhì với 4.806 và Victoria đứng hàng thứ ba với 4.643 đô la. Như vậy, trên căn bản thuế bình quân đầu người, New South Wales không phải là tiểu bang đóng thuế cao nhất. Trong khi đó, nếu tính trên căn bản tổng sản lượng GSP, thì Victoria lại dẫn đầu với 5.9%. New South Wales đứng hàng thứ nhì với 5.6% và ACT đứng thứ ba với 5.2%. Ngoài ra, thuế đánh vào khai thác hầm mỏ gọi là Mining Royalties là nơi mà Tây Úc và Queensland có nhiều lợi thế, thì nếu tính gộp tất cả các loại thuế, kể cả thuế Mining Royalty, thì cao nhất trên căn bản đầu người lại là Tây Úc với 8.208 đô la. Queensland đứng thứ nhì với 5.478 đô la, và New South Wales chỉ đứng thứ ba với 5.263 đô la. Theo bản tin đài ABC, thì có hai giáo sư đã chỉ trích nhận xét đơn giản của ông Chris Minns, đó là giáo sư kinh tế John Freeband của Viện Đại học Melbourne, khi ông nói rằng, để hiểu được vấn đề, chúng ta phải có một tầm nhìn rộng rãi hơn là chỉ căn cứ vào một dữ kiện đơn độc. Trong khi đó, thì giáo sư David Hayward thì nói rằng, nhận xét của ông Chris Minns thiếu một yếu tố quan trọng, đó là đánh thuế là một việc và sử dụng tiền thuế của dân một cách khôn ngoan lại là việc khác. Như vậy là cuộc điều tra của đài ABC và Viện Đại học RMIT đã chứng minh là những cáo buộc của ông Chris Minns là không đúng. Bầu cử tại New South Wales, nghiệp đoàn xe cứu thương sẽ không trông coi bệnh nhân có rủi ro thấp
để đáp ứng với các trường hợp khẩn cấp hơn. Thông thường trong thời gian tranh cử, thì các nghiệp đoàn thường có yêu sách về điều kiện làm việc và lương bổng gia tăng. Và điều này cũng đã và đang xảy ra tại New South Wales trong thời gian gần đây, kể cả những đòi hỏi của nghiệp đoàn xe cứu thương. Một cách chi tiết thì nghiệp đoàn xe cứu thương gần đây có nhiều tranh chấp với chính phủ New South Wales. Và theo bản tin của đài Sky News, thì nghiệp đoàn này đang lên kế hoạch trái ngược với quy lệ của Bộ Y tế. Theo luật lệ hiện hành, thì mỗi khi xe cứu thương chở bệnh nhân đến bệnh viện, thì các nhân viên cứu thương, tức là paramedic, phải tiếp tục trông coi bệnh nhân ấy cho đến khi nào mà họ có thể chuyển giao bệnh nhân cho y tá tại khu vực khẩn cấp, thì họ mới được phép rời khỏi bệnh viện. Tuy nhiên, theo Sky News, thì nghiệp đoàn xe cứu thương này đã quyết định là họ sẽ không tiếp tục trông coi bệnh nhân có nguy cơ thấp tại khu vực cấp cứu, để họ có được thời gian nhằm đáp ứng được các trường hợp khẩn cấp hơn trên đường phố, chẳng hạn như trường hợp bị nhồi máu cơ tim hoặc tai nạn giao thông. Đây cũng là một áp lực mà nghiệp đoàn xe cứu thương muốn chính phủ cung cấp thêm nhân viên và phương tiện cho cả nghiệp đoàn xe cứu thương và hệ thống các bệnh viện. Bầu cử tại New South Wales, lao động không biết thiết lập ngân sách, thủ hiến Perrottet cáo buộc. Trong cuộc vận động tranh cử tại New South Wales, lãnh tụ lao động Chris Minns vẫn thường chỉ trích chính phủ liên đảng Perrottet là không có đủ tài chính để thực hiện các kế hoạch mà liên đảng đã hứa với cử tri. Tuy nhiên, một cuộc duyệt xét của Văn phòng Ngân sách Quốc hội đã cho thấy rằng Đảng Lao động và ông Chris Minns cũng đã có chính sách mà ngân sách của Đảng Lao động đã không dự trù. Cụ thể là việc ông Chris Minns tuyên bố sẽ hủy bỏ mức trần trong vấn đề gia tăng lương bổng của công chức nếu ông chiến thắng vào ngày 25 tháng 3 này, trong khi chính phủ Perrottet đã ấn định mức trần này qua một đạo luật đã được thông qua hồi năm ngoái. Và mặc dù tuyên bố hủy bỏ, nhưng ông Chris Minns đã không phổ biến chi tiết là việc hủy bỏ này sẽ có lợi như thế nào đối với ngân sách của tiểu bang. Theo cuộc điều tra của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, thì mỗi khi lương bổng được gia tăng 1% trên mức trần, tức là trên 4% như đã dự định, thì phí tổn cho ngân sách sẽ là 2 tỷ 600 triệu đô la. Căn cứ vào sơ suất này của lãnh tụ Chris Minns, thủ hiến Perrottet cáo buộc rằng Đảng Lao động là một nhóm chính trị gia không có chuyên môn, không biết lập ngân sách, vì đây là một lĩnh vực rất phức tạp, cần nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Tất nhiên là Đảng Lao động đã bào chữa cho quyết định của mình và nói rằng một chính phủ lao động sẽ thương thuyết với các nghiệp đoàn để đạt được thỏa thuận về lương bổng. Liên đảng Tự do Quốc gia hy vọng là với kết quả điều tra của Văn phòng Ngân sách Quốc hội, thì tình trạng số phiếu của hai bên sẽ được cải thiện. Hay nói khác hơn là liên đảng sẽ có thêm nhiều phiếu từ các cử tri ủng hộ cho Đảng Lao động. Bầu cử tại New South Wales, một vấn đề mà liên đảng và lao động đồng ý là phân chia lợi nhuận thuế GST. Trong bối cảnh vận động căng thẳng ngày hôm qua, tuy nhiên thủ hiến Perrottet và lãnh tụ lao động Chris Minns lại đồng ý với nhau về một điểm quan trọng, đó là đòi hỏi chính phủ liên bang phải cứu xét lại việc phân chia lợi nhuận thuế GST mà New South Wales coi là bị thiệt thòi hơn so với Tây Úc. Thật ra thì đây là vấn đề mà thủ hiến Perrottet đã nhiều lần nêu lên trong quá khứ, và cứ mỗi lần như thế thì thủ hiến Tây Úc Mark Govan lại lên tiếng chống đối, không ủng hộ đòi hỏi của New South Wales. Đặc biệt là lập trường của Tây Úc còn nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Albanese cả trong cuộc vận động bầu cử hồi năm 2022, cũng như sau khi chính phủ lao động đã được thành lập tại Quốc hội Liên bang. Tại Úc, Tây Úc có thể được coi là tiểu bang duy nhất rất giàu có về tài nguyên thiên nhiên và nhận được nhiều lợi nhuận về thuế hầm mỏ, tức là Mining Royalties, mà Tây Úc không hề chia sẻ cho bất cứ tiểu bang nào khác. Mặc dù ở vị thế thuận lợi ấy, nhưng Tây Úc vẫn đòi hỏi phân chia lợi nhuận thuế GST ở mức cao, và điều này đã gây thiệt thòi cho hai tiểu bang lớn nhất là New South Wales và Victoria. Bởi vậy, không những thủ hiến Perrottet của New South Wales đã nhiều lần yêu cầu liên bang thay đổi việc phân chia lợi nhuận thuế GST, mà ngay cả thủ hiến Daniel Andrews cũng đòi hỏi điều này. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.